Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lại nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển. Triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cổ nhân có câu: Nhân vô thập toàn. Và chúng ta đều biết điều đó, vì con người chúng ta chẳng có ai dám tự xưng mình là hoàn hảo. Vì thế nào đi chăng nữa, trước mặt Chúa chúng ta đều là những tội nhân cần được ơn tha thứ. Vì vậy nên chúng ta khao khát được cảm giác Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta được nên trong sạch, được nên xứng đáng để hưởng phần gia nghiệp, để xứng đáng nhìn thấy mặt Chúa, xứng đáng ở gần Chúa, xứng đáng được quy tụ với Chúa trên nước của Ngài. Chúng ta luôn luôn là những tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta luôn luôn là những người cần ơn tha thứ. Và vì vậy nên chúng ta xin Chúa hằng ngày tha tội cho chúng ta trong kinh lạy cha mà Đức Giêsu dạy cho chúng ta hôm nay. Nhưng lạ một điều là trong tin mừng hôm nay theo Thánh Matthew, sau kinh lạy cha, Đức Giêsu lại tập trung lại một điều mấu chốt cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, đó là tha thứ. Người Anh có câu: To err is to human and to forgive is divine. Khả năng lầm lỗi là của con người, khả năng tha thứ là của Thiên Chúa. Và vì vậy nên hôm nay Đức Giêsu mời gọi mỗi con người chúng ta từ những người lầm lỗi trở thành Thiên Chúa, ở chỗ là bắt chước Thiên Chúa tha thứ cho anh chị em, tha thứ cho người khác. Khi chúng ta học Thiên Chúa, bắt chước Thiên Chúa, đó là lúc chúng ta trở nên giống Thiên Chúa, vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy những người nào tha thứ nhiều hơn thì giống Thiên Chúa nhiều hơn. Việc tha thứ nói và rao giảng thì rất dễ dàng, nhưng khi gặp chúng ta rất khó để đối đầu, đặc biệt với kẻ thù chúng ta, và đặc biệt hơn nữa khi kẻ thù đó lại là những người thân cận chúng ta, những người gây đau khổ cho chúng ta, những người gây tổn thương cho chúng ta mà không chỉ một lần, hai lần mà lại nhiều lần, lặp đi lặp lại. Rất khó để thi hành ơn tha thứ. Khó. Vào nước trời khó, nhưng làm được, vì tất cả những ai muốn trở nên giống Thiên Chúa là khiêm nhường, là hạ mình xuống, là chấp nhận những cái tội lụy của nhân loại. Thiên Chúa không có tội, nhưng mà Ngài nhận mình là kẻ có tội, dùng cho thiên hạ, dùng cho cái người mà mắc lỗi với mình, để qua đó tha thứ cho họ bằng chính giá máu của Ngài. Vậy chúng ta muốn trở nên giống Thiên Chúa,
Chúng ta muốn được lên thiên đàng, được nhìn thấy Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có khả năng bắt chước Thiên Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng ta khi chúng ta có cơ hội để thi hành ơn tha thứ. Thiên Chúa sẽ cho chúng ta có cơ hội đó nhiều lắm, lặp đi lặp lại. Hôm nay chúng ta đánh mất, ngày mai Chúa cho chúng ta có cơ hội khác để tha thứ. Sẽ có người này người nọ làm khổ chúng ta, sẽ có người này người nọ làm phật lòng chúng ta, sẽ có người này người nọ hại chúng ta. Kẻ thù chúng ta xung quanh còn nhiều, và vì vậy nên là Chúa tạo cơ hội để chúng ta được trở nên thánh. Và người có tấm gương tha thứ mà biến đổi cả kẻ thù đầu tiên là chúng ta nghe trong Kinh Thánh, đó chính là Thánh Stefano tử đạo, là một phó tế thôi, nhưng Ngài đã hy sinh, đã sẵn sàng để ném đá bởi đám đông, và trong đó có Saulo, là Phaolô, Thánh Phaolô của chúng ta. Qua lời cầu nguyện của Thánh Stefano mà ông Saulo bắt đạo giết người kia, trở thành tông đồ của Chúa, nhiệt thành của Chúa. Vậy chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết chú ý hơn tới chiều kích tha thứ. Và tha thứ đây, hôm nay Chúa nói tha thứ, tha lỗi cho người ta, tha lỗi để chính chúng ta cũng được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Xin cho chúng ta được hàng ngày thấm nhuần lời Chúa và thực thi lời Chúa. Đau thương, thương nó mang tình thương, nó mang vết thương, yêu tình yêu nó mang vết thương, tình yêu dẫn tới đau khổ, dẫn tới khổ giá, dẫn tới chết chóc. Đó là tình yêu cao cả của Đức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa Cha muốn mỗi người chúng ta theo chân của Ngài cũng bắt chước như vậy. Có ai trong chúng ta sẵn sàng đi thú lỗi thế cho người khác, ở tù cho người khác, chịu chết vì người khác? Tạ ơn Chúa nếu có những tâm hồn như vậy. Xin Chúa cho chúng ta được có cơ hội nhìn mặt Chúa trên nước trời khi chúng ta biết rộng lòng tha thứ cho anh chị em xung quanh chúng ta, và biết bao nhiêu kẻ thù mà lại là những người đang làm ơn cho chúng ta được trở nên thánh. Xin cho chúng ta tận dụng cơ hội biến thù thành bạn, biến kẻ thù thành dân thánh của Thiên Chúa như Thánh Stefano đã làm đối với Thánh Phaolô.